Man United bán lỗ đội trưởng Harry Maguire. Nguồn tin từ xứ sở sương mù khẳng định MU và Harry Maguire đang tiến tới một thỏa thuận về một vụ chuyển nhượng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2023. Bản thân trung vệ người Anh chấp nhận thực tế nếu tiếp tục ở lại sẽ phải ngồi trên băng ghế dự bị. Thế nên, Maguire có thể gia nhập một đội bóng khác để có thể ra sân chơi bóng thường xuyên hơn. Và hiện tại, cựu cầu thủ của Leicester City còn thời hạn hợp đồng với MU đến năm 2025, hưởng mức lương 180.000 bảng mỗi tuần. Kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, cả West Ham lẫn Inter Milan đều bày tỏ sự quan tâm tới Maguire, nhưng ban lãnh đạo của Quỷ Đỏ đã từ chối các lời đề nghị trên. Tình thế đã thay đổi vào mùa hè tới, khi các sếp lớn của sân Old Trafford cho phép Harry Maguire tìm một bến đỗ mới. Họ chấp nhận bán lỗ nửa giá so với thời điểm đưa trung vệ này từ Leicester City trở lại vào khoảng 40 triệu bảng. Messi và Neymar đòi rời PSG. Vào lúc 3 giờ rạng sáng ngày mai, PSG sẽ đối đầu với Bayern Munich trên sân nhà Công viên Các Hoàng tử ở trận đấu lượt đi vòng 16 đội Champions League. Trước trận đấu này, có rất nhiều thông tin nhiễu loạn về phong thái độ bất ổn của PSG. Theo đó, có một thông tin cho rằng Lionel Messi, Kylian Mbappe và Neymar có thể sẽ không ra sân vì những vấn đề khác nhau. Ngoài ra, truyền thông quốc tế còn đưa tin Messi và Neymar muốn rời khỏi PSG sau vấn đề mới nhất ở phòng thay đồ. Động thái trên có thể sẽ khiến cho PSG phải choáng váng. Messi đang trong những ngày tháng cuối cùng của hợp đồng có thời hạn 2 năm với PSG. Điều đó có nghĩa là ngay từ bây giờ, nhà vô địch World Cup 2022 người Argentina có thể tự do đàm phán với các câu lạc bộ khác, trong khi Neymar còn hợp đồng đến năm 2025. Người đại diện lần đầu lên tiếng hé lộ tương lai của Quang Hải tại Pau FC. Sự nghiệp chơi bóng tại châu Âu của tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã gặp rất nhiều khó khăn khi anh ít được tạo cơ hội ra sân sau gần 8 tháng gia nhập Pau FC. Mới đây, người đại diện của Quang Hải đã lần đầu lên tiếng chia sẻ về tình hình của ngôi sao đội tuyển Việt Nam tại Pau FC. Trả lời trước truyền thông, người đại diện của Quang Hải, Donato đã cho biết: "Mới đây, tôi đã có một cuộc gặp mặt với ban lãnh đạo của Pau FC và có trao đổi với huấn luyện viên Didier Tholos. Họ xác nhận Quang Hải vẫn nằm trong kế hoạch chứ không chiêu mộ cậu ấy vì điều nào khác ngoài bóng đá. Đó là lý do mà Pau FC trao cho Quang Hải bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, một số câu lạc bộ tại châu Âu muốn hỏi mượn Quang Hải, cũng có vài lời đề nghị từ Việt Nam, nhưng điều quan trọng lúc này là để Quang Hải có thêm cơ hội ra sân tại Pau FC." Elon Musk mua lại Man United bằng số tiền lớn chưa từng có trong lịch sử. Được biết, ngoài những cái tên như Sir Jim Ratcliffe, quỹ đầu tư công Qatar, thì một cái tên vô cùng bất ngờ đã xuất hiện. Cụ thể, tỷ phú Elon Musk được cho là đã tham gia vào thương vụ mua bán lịch sử này. Theo đó, một con số kỷ lục lên tới 6,5 tỷ bảng Anh sẽ được người sở hữu cả Twitter và Tesla đưa ra để thuyết phục anh em nhà Glazer bán lại Man United cho mình. Con số kể trên sẽ bao gồm 4,5 tỷ bảng Anh phí chuyển nhượng câu lạc bộ và 2 tỷ bảng còn lại sẽ là chi phí xây dựng sân vận động Old Trafford mới, bao gồm cả việc làm mới cơ sở vật chất. Và nếu thương vụ này diễn ra thành công, Manchester United sẽ vượt qua đội bóng của NFL là River Broncos có giá trị sau vụ chuyển nhượng vào năm 2022 là 3,7 tỷ bảng Anh để trở thành đội thể thao đắt giá nhất trong lịch sử. Huấn luyện viên Bayern Munich hé lộ kế hoạch khiến cho PSG ôm hận tại Cúp C1. Hiện tại, cả Mbappe và Messi đều có tên trong danh sách đội hình của PSG chuẩn bị đấu với Bayern Munich. Nhưng theo nguồn tin ESPN cho hay, chân sút của tuyển Pháp sẽ phải ngồi dự bị và tùy tình hình trên sân để sẽ có quyết định. Messi đá chính ngay từ đầu, nhưng không chắc liệu anh có thể đảm bảo chơi một cách thoải mái với phong độ cao nhất hay không. Bất kể vậy, huấn luyện viên trưởng Julian Nagelsmann đã cho biết Bayern Munich đã chuẩn bị kỹ càng để đấu với PSG với cả Messi, Neymar và Mbappe trong đội hình. Nếu cả Messi và Mbappe cùng ra sân, có nghĩa là họ hoàn toàn sung sức. Messi là cầu thủ mà luôn biết cách chơi tốt, ngay cả khi không tập luyện nhiều. Tôi không biết Mbappe có đá ngay từ đầu hay không, nhưng Bayern Munich sẽ chuẩn bị mọi kịch bản. Cả Messi và Mbappe đều có thể gây ra tổn thương cho bất cứ đội bóng nào, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng để đấu với PSG. Conte mang đội hình nhiều vấn đề của Tottenham đến với AC Milan. Đoàn quân của huấn luyện viên Antonio Conte, người vẫn chưa khỏe 100% sau ca phẫu thuật cắt túi mật, sẽ nối lại chiến dịch Champions League bằng trận đấu lượt đi vòng 1/8 tại AC Milan vào thứ ba. Trong bối cảnh phong độ thiếu ổn định, gà trống lại đối mặt với cuộc khủng hoảng chấn thương mới khi thủ thành Hugo Lloris sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất là 2 tháng. Tiền vệ Bissouma thì buộc phải phẫu thuật ở mắt cá chân và đáng buồn nhất là Rodrigo Bentancur sẽ phải sớm kết thúc mùa giải vì chấn thương dây chằng chéo trước. Với hai chấn thương mới nhất của Bentancur và Bissouma, cùng với án treo giỏ châu Âu của Hoiberg, đồng nghĩa với việc huấn luyện viên Conte sẽ thiếu vắng các tiền vệ tại San Siro. Huấn luyện viên người Italia cho biết các cầu thủ trẻ Oliver Skripp hay Pape Matasa sẽ ra sân ở trận đấu này.